Hello mọi người, hôm nay thì Linh sẽ quay video về Gardener cho mọi người xem nha. Ở bên bản Trung Quốc thì Gardener đã được sửa đổi rồi. Chắc khoảng tầm 1 đến 2 tuần nữa thì sẽ được sửa đổi ở bên server quốc tế. Nè, coi skill nó có gì nha. Thứ nhất là về cái toolbox. Toolbox bây giờ thì không còn giới hạn cái số lần sử dụng nữa, nhưng mà nó sẽ bị cooldown 12 giây nha mọi người. Là phá một ghế xong là 12 giây xong mới phá được cái ghế tiếp theo. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mới đầu vào mà đã thấy hình ba ba rồi là sao? Dưới sự bảo hộ của Daddy, bé Emma sẽ được bảo vệ trong 50 giây đầu tiên. Hiệu quả sẽ mất khi bị đánh trúng hoặc là hết thời gian. Đó, mọi người thấy Linh đọc tiếng Trung Quốc như gió không? Anh hai đang kêu Linh xạo quần. Về cái skill thứ 3, cái nội tại thứ 3 chứ, thời gian ngồi ghế sẽ lâu hơn 10%. Và khi ở gần ghế tên lửa, tốc độ leo trèo, là leo tường hay leo ván gì á, thì cũng được bứt nhanh hơn 10% nha, nếu mà gần ghế. Cái thứ tư hình như là giữ nguyên hay sao á, kéo dài thời gian tăng tốc sau khi bị đánh thêm 2 giây. Cái này là giữ nguyên nè. Với cái búp mới của Gardener thì Linh nghĩ là Linh sẽ mang cái nhánh vùng vẫy nhanh nha mọi người. Là cái nhánh này nè, vùng vẫy nhanh. Ủa sao nâng mắt nó có 20% mà ta? Cái này là phải được sửa 30. Vậy là cái bản nhân cách này nó chưa được sửa lại rồi. Đáng ra là phải sửa là vùng vẫy tăng lên 30% nè. Với lại bên hình á, là phải hình không có được đi nhanh lúc mà cột sơ lên bóng bay nữa. Không biết là bên chắc bên đó chưa sửa đâu. Chắc bên hình cái nhánh đó cũng chưa sửa. Giờ thì mình vào test nha. Linh tính chơi custom để test nó dễ hơn á mọi người. Từ từ. Nghe mọi người nói là nếu mà phá được tầm 5-6 cái ghế thì sẽ được búp bảo hộ lần nữa hả? Hoặc là Hunter sửa được ghế bao nhiêu cái thì mình được búp bảo hộ tiếp hả? Nói riết mà nói liệu luôn á. Ủa Daddy kìa, mới đầu vô đã thấy hình thờ. Trời, hey, có cái vòng sáng chói á. Nè, trong vòng phạm vi 18m mọi người sẽ thấy ghế nha, với hoặc là máy nè. Cái máy thì màu vàng, cái ghế màu đỏ nè. Cái búp mọi người sẽ theo dõi được là còn bao nhiêu giây ở bên phía góc bên trái á. Đó, lúc mà mình phá thì vẫn được báo hiệu cho Hunter. Đem đi phá cái ghế tiếp theo nè. Anh cũng phải bởi lòng. Bên quýnh đi. Đó, nó như kiểu một cái khiên vậy đó. Bong bóng. Nghe cái con cái đã ghê á. Hai cái. Không cái búp leo tường. Búp này nè, 10%. Khi mà có cái hình đó thì là đang được búp hả? Mà tại vì cái map này nó gần á. Map nào cũng nhiều ghế quá. Leo nhanh nè. Trả bù của bà Emily. Emily bị trừ 15% rồi bà. Không hở. Linh nói anh hai là hay sao con để ý cái skin nào của Gardener nó cũng cười hai. Anh hai nói nó bị điên mà. Nhưng mà công nhận là bị điên thiệt.
bị Emily chích đích đó, nên mới bị điên á. Và chạy tâm thần luôn mà. À, nãy giờ phá được 4 cái ghế rồi. Cái thứ 5 nè. Chưa thấy điều gì xảy ra luôn. Chưa thấy được bước theo cái bảo hộ nào hết á. Hay. Mà mọi người để ý không? Phá ghế rất nhanh và tốc độ phá của cái ghế nào nó cũng như nhau. Ôi, nhìn cũ thế ghê vậy. Hồi nãy nhìn cái đầu hai gớm lắm hai. Xong rồi, để em coi phá ghế. Nè, mọi người nhìn thấy từ xa là đã nhìn thấy máy shipper vàng nè, đó, thấy được vị trí của cái máy rồi đó. Em đứng đây mà em thấy luôn nè hai. Đó là tại vì lâu quá không bị có đó. Tại lâu quá không bị có thì nó cho hiện hả, ghê vậy. Ừ. Vì tính ra con này là nó ngon cho newbie á. Không, con thấy con nào cũng hiện cho đó. Không. Con nào mà lâu quá em không được có nó hiện, tại không hiện chim hơn, nhưng mà tại vì em đi gần hơn tôi không hiện chim hơn. Ờ, vậy hả? Cái mấy con đó, nó hỗ trợ như vậy cho mình thì... Bây giờ hai sửa ghế đi hai, có em có được bức bảo hộ không? Mà sửa rất nhanh nha, không có đau. Đây, nhìn hai sửa ghế nè. Nhiều là bị cú. Trời. 3 giây bằng thời gian phá ván á. Một cái rồi đó, chưa có bảo hộ. Ờ, chưa có bảo hộ. Ồ, hồi nãy nhìn cái ánh nắng chiếu vào tưởng có bảo hộ. Không có đau. Không hề cao đau luôn mọi người ơi. Đây nè. Đó, trời má. Sửa ghế ngọt xớt luôn á. À, mà hình như cái nhánh mà skill phụ cho Hunter là sửa ghế với lại phá máy. Bây giờ nó chỉ còn là phá máy thôi. Chứ ghế là auto sửa được rồi nè. Trời ơi, tôi nhìn ghế được sửa mà tôi đau lòng. Còn gì là em ma của tôi nữa. Trời đất ơi. Hay. Nãy giờ hai sửa được mấy cái ghế rồi ta? Sửa nốt cái này coi. Cái này chắc cũng phải cái thứ 5, thứ 6 rồi đó hả? Không có. Ờ. Vậy là cái vụ mà sửa... À lộn. Cái vụ mà Emma phá bao nhiêu cái ghế á, được bức bảo hộ là không có nha. Thử phá thôi, sắc bóng không coi được. Mà cái vụ mà Hunter mà... Cái vụ mà Hunter... sửa được bao nhiêu cái ghế mà Emma được bước là cũng không có luôn. Nó chỉ được duy nhất 50 giây đầu thôi. Cái vụ bảo hộ đó đó. Nhưng mà ngồi gì... À... Bây giờ xách lên bong bóng nè. Không có pha, không có gỡ, không có được nha mọi người. Cái lúc mà Hunter treo lên bóng á thì không có sửa được mọi người ơi. Đó. Hunter phải đặt xuống. Hunter phải đặt xuống. Giải thoát. Thì lúc đó lại thoát mất tiêu rồi. Đó. Hunter thì họ sẽ để em xuống coi cái hầm ở đâu hai. Hai biết không? Em lên bóng đi. No. Oh no. Hầm đây rồi, hầm ở đây rồi. Hầm ở nhà lớn. Mọi người ơi, mấy cái ghế ở dưới hầm vẫn không có phá được nha. Hu 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 hu. Còn gì nữa không ta? Còn gì nữa không ta? Đó, hai cho em xem nè. Xong rồi đó mọi người. Mọi người thấy video này như thế nào? Comment phía bên dưới cho Linh biết với nha. Nhớ tặng Linh một like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Đúng vậy, chết đi. Còn lâu má. Má tự 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 tử đi má. Em chết đi. Em không chết được.
Hai không mang cái nhánh 12 giờ thì còn lâu mới bắt được em nhé. Không có rào rào cửa thì đừng hòng bắt được tôi. À đùa thôi, cho chụp ảnh bye. Bye bye mọi người. Ủa sao không surrender được này? Hi, I surrender đi.